Do ảnh hưởng của cơn bão vừa qua, nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh, bà con nhân dân phải gánh chịu thiệt hại về người và của hết sức nặng nề. Với tinh thần từ bi cứu khổ của người con Phật, chiều ngày 5 tháng 11, Đại Đức Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện đảo Phú Quốc, trụ trì chùa Sắc Tứ Thập Phương, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ bà con tại chùa Đại Phước, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Tham dự buổi trao tặng quà còn có Đại Đức Thích Thắng Thiện, Phó Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc; Đại Đức Thích Viên Hải, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Sư cô Thích Nữ Hạnh Vân, Giám tự chùa Đại Phước cùng quý Phật tử. Phát biểu tại buổi trao quà, Đại Đức Thích Pháp Trí đã gửi lời thăm hỏi chân tình đến bà con, mong cho bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 200 phần quà được trao đến bà con khó khăn tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, mỗi phần trị giá 350.000 đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm và phong bì tiền mặt. Tổng trị giá chuyến thiện nguyện của đoàn trong chuyến đi này trị giá 70 triệu đồng.